Liên tục chương trình là một số câu chuyện đời sống kinh tế dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đóng trên quốc lộ 1K, đoạn tiếp giáp với Bình Dương, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, bắt đầu thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính. Đúng 0 giờ ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đóng quân trên quốc lộ 1K, đoạn tiếp giáp với Bình Dương, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, bắt đầu thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính. Thời điểm này, lượng xe qua lại chốt tương đối thưa thớt, chủ yếu là xe tải chở hàng, xe container và một số xe máy của những người dân đi làm khuya về. Theo quy định, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giá trị trong vòng 7 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm thì đủ điều kiện để vào Đồng Nai. Sau khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, lái xe được hướng dẫn khai báo y tế, lộ trình, rồi sau đó được qua chốt tiếp tục hành trình.